phường An Khang á. Giờ ngươi không cần tới đó đâu. Ủa sao vậy? Ngươi chuẩn bị chui vô bụng ta đi này. Hả? Chui vô bụng gì? Ủa dạ. Cái gì á? Ủa? Dạ thì sao? Dạ thì ngươi chuẩn bị chết đi nè. Giờ ngươi chạy đâu nữa? Đường cục rồi. Đường cục ơi. Có ai không? Cứu tôi. Giờ thì chuẩn bị chui vô bụng đây á. Có chuyện gì vậy? Mình không thấy rõ. Đừng đánh tôi. Đừng làm ơn đi. Đừng có sợ. Hả? Làm cái gì vậy? Đừng có sợ. Ta là người bán. Cái gì? Ta là người bán cho quán cà phê là sáng nè. Là sao? Vậy là đã có người tấn công anh Kaneki, nhưng mà tên đó lạ lắm, hắn không có cầm cái mà giống như mình gọi là cái đuôi gu hay gì mình không biết, cái đó gọi là gì đó, nhưng mà hắn cầm một cái cây như cái kiếm, hắn đánh anh Kaneki và hắn cho nổ rồi sức mạnh khá là lớn luôn. Không được rồi, bây giờ đỡ đến đây rồi, lỡ được người ta giúp rồi, bây giờ phải giúp người ta được thôi. Được rồi, anh Kaneki đợi em sẽ giúp anh, em sẽ không bỏ đi đâu. Hey, sao bữa giờ mình đã đi tìm anh Kaneki mà sao vẫn chưa gặp được ảnh nữa. Hey, có lẽ nào hey, sau khi xem cái camera thì thấy có một cái tên nào đó là tấn công anh Kaneki. Hey, nhưng mà hắn đã đi hướng nào vậy ta? Hey, không biết bây giờ anh Kaneki sao nữa, từ cái bữa đi giao cà phê tới giờ mình về mình chả thấy ảnh. Hey, không biết có bên hướng bên kia không nữa, để mình đi qua bệnh kia thử cái xem sao. Kaneki ơi! Ủa? Tiếng ai vậy? Ủa? Có tiếng ai đang khóc ở đây vậy? Ê! Tiếng ai? Ê! Khoan, hướng này nữa, hướng sau nghe căn nhà. Ủa? Có chuyện gì vậy ta? Ai khóc vậy? Có chuyện gì vậy? Ê! Có một vụ nổ! Ủa? Có đoàn tàu? Ủa? Hình như đoàn tàu dừng lại. Có gì vậy? Ê! Có gì vậy? Ai vậy? Hả? Ủa? Ai vậy? Chị, ủa, lần đầu em nghe gì, ủa, chị, tại sao ảnh bị như vậy hả, chị có biết không? Bị những người của tổ chức đó. Tổ chức đó, có nghĩa là sao? Tổ chức đó là tổ chức nào, nhưng mà chị là ai? Chị nói chị là bạn gái nấy sao, em chưa bao giờ nghe, chị làm hại nấy phải không? Bị điên à mày. Vậy chị là thật sự chị là ai? Tại sao? Bạn gái của Kaneki. Tại sao lại nằm ở đây? Này là giúp em đó. Kaneki à, tại sao anh lại bị thế này? Anh là người đã chỉ dạy em trở thành một gu mà. Vậy nhưng mà anh Kaneki. Đương nhiên, ta là người giết hắn mà. Hắn phải chết rồi. Cái gì vậy? Ai vậy? Hả? Ủa? Trời ơi! Cái gì vậy? Ủa? Có chuyện gì vậy? Người muốn chết vậy? Có chuyện gì vậy? Một con tốt đồng. Nhanh chị. Ơi! Chị cẩn thận chị ơi! Ăn đòn nè! Chị cẩn thận chị ơi! Ê! Để sao chị kia yên! Chị ơi cẩn thận chị ơi! Bọn ngã quỷ bọn bay rồi chứ! Mình bị thương ấy sao ạ? Chị ơi cẩn thận, chị ơi cẩn thận, đừng để bị thương. Đau á. Chết đi ta. Ôi. Thôi, ta đánh tới giờ mệt rồi.
người nhớ canh cái xác Neki cho kỹ vô đó. Đợt sau thì tới lấy xác nó đi để làm vũ khí và cả xác của người luôn. Đi đây. Tức quá. Tại sao mình lại không đánh lại hắn vậy? Thằng nhóc phải kia đâu rồi? Em ơi, dậy đi. Ai kêu mình dậy? Ủa? Chị đánh bại tên hắn rồi sao? Làm sao mà chị đánh bại được tên đó chứ? Em đau á. Hả? Vậy hắn đâu rồi? Hắn đi rồi, bỏ đi rồi. Ủa? Vậy chị sao? Ủa chị có bị gì không? Hồi nãy hình như em thấy chị với hắn tấn công rồi quyết liệt lắm đó. Chị thì không sao, vẫn ổn. Chị là... Chị... Qua nữa. Chị giới thiệu với em nha. Nãy giờ chưa kịp giới thiệu gì hết. Chị... đúng rồi, chị nói đi. Chị là Tô Gia, bạn gái của Kaneki. Tô Gia, bạn gái của Kaneki. Dạ. Em chưa... Lúc mà... Cỡ... Mấy ngày trước em có vô quán cà phê của ảnh. Em làm việc cho ảnh. Thì em không có nghe ảnh nói gì về chị hết trơn á. Nhưng mà em có biết về Gu là ngạ quỷ, là có nghĩa là một là gọi là thế giới quỷ, kiểu là thế giới con người là nó riêng biệt nhau á. Ủa, nhưng mà cái tên hồi nãy tấn công chị là ai vậy? Tên đó là trong cái hội CCG. CCG? Cái hội... CCG hả? Đúng rồi, cái hội đó chuyên đi tiêu diệt Gu. Hả? Thì cái hội đó đang bắt đầu hành động rồi và... Chuyên tiêu diệt Gu? Chị là người đầu tiên. Hả? Kaneki. Thôi, em nghĩ là một phần chắc bọn chúng cố gắng diệt tận gốc Gu thôi. Nhưng mà tội nghiệp sao đó là lại là anh Kaneki. Nhưng mà thôi, chị đừng buồn nữa. Em sẽ giúp cho chị đem ảnh về, được không? Bây giờ em phụ chị đem anh ấy về nha. Dạ được rồi. Hey, đi thôi. Hey. Tạm biệt anh. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong những ngày đầu lên thành phố này. Hey. Nhưng mà khoan. Hả? Sao vậy chị Tô Đa? Sao chị nhìn thấy em giống Kaneki thế? Đây là bộ đồ mà em đã mượn của anh. Kaneki, anh thấy bộ này đẹp không? Gì đây? Mày lấy bộ của ta à? Thì tôi lấy em mặc á. Hay là bây giờ chị cấy ghép tế bào Kaneki vào người em được không? Cấy ghép tế bào? Không được. Hôm bữa anh Kaneki đã làm cho em rồi. Thì em cũng đã trở thành một cô rồi mà. Cơ thể của ảnh thì để anh yên nghỉ đi, đừng có đụng vô chị ơi. Tội nghiệp anh lắm. Cái thứ đó nó chỉ có thể tồn tại 24 giờ thôi. Bây giờ em thử em biến thành Gu thử xem có làm được không. Mình nhớ ra rồi. Hôm bữa là anh Kaneki có nói với mình rằng là cái này có tác dụng trong 24 giờ thôi. Tôi đừng lo. Cái tế bào đó cãi vô người ngươi, nhưng mà nó chỉ có tác dụng một ngày thôi. Để bây giờ em biến thử rồi. Biến thành Gu. Ủa? Không làm được. Vậy là em hết tác dụng rồi. Hàng gì? Đúng rồi. Hồi nãy lúc chị tấn công với tên kia, em đã cố gắng định bay vô tấn công với chung với chị, nhưng mà em không thể nào làm được. Và em đã bị tấn công. Tại vì nó chỉ có thể tồn tại 24 giờ thôi. Vậy thì bây giờ em phải làm sao đây? Thì bây giờ em phải đồng ý cho chị cái ghép tế bào của Kaneki vô người em. Em là một con người, làm sao em có thể sống một cuộc sống ngạ quỷ được? Hey, đây là những gì mà chị Tô Gia đã làm cho mình đây. Hey, nhưng mà bỏ đi. Chị ơi, vậy làm xong chưa? Chúng ta hôm nay chúng ta đã có một lời hứa là gọi là sẽ phải gọi là xong quán cà phê này để khai trương lại nè. Hay mà chúng ta còn đúng quá rồi. Trời hư luôn á. Hơi tính ngày mới sửa lại thôi. Hả? Chị nói gì? Chị phải sửa lại thôi chứ làm sao nữa. Phải hoàn thành cái ước nguyện của anh ấy. Hay, được rồi. Bây giờ dọn thôi. Trời ơi, em sáng giờ em dọn quá trời luôn rồi đó chị ơi. Chị dọn tiếp em ơi.
Cho ok. Ủa hôm bữa các chị có đi mua mấy cái gỗ màu đen đen này không vậy? Cho em xin chị đi có gì em lắp tiếp cho. Trời ơi chị hiền quá, chị giấu mà. Trời ơi quăng nữa. Hey. Trời ơi quăng có cục vậy mà. Quăng thêm đi. Chị ở dưới kìa. Ok. Ok để em sửa chữa quán tiếp cho. Hey. Trời ơi tâm quyết của anh Kaneki mà em sẽ cố gắng. Hey. Trời ơi cuối cùng bụi cái nóc nhà banh luôn. Nhưng rồi. Mà em đi xuống đây. Hả? Có chuyện gì vậy chị? Đi xuống đây. Có chuyện gì vậy chị? Đưa cho em cái này. Cái này là cái gì? Hả? Đây là cái gì đây? Đây là tiền chiêu của chị hay dùng. Chiêu hay dùng? Chị nghĩ là em nên biết. Ôi. Nè, đợi chị một chút. Em nhớ rồi, đây là cái tiệc chiêu mà có cái logo hình con quỷ nè. Hồi bữa mình đã thấy chị Tô Gia và cái tên gì đó hay đã tấn công với nhau đó. Chị ơi, cẩn thận. Cẩn thận, chị ơi. Chị ơi, cẩn thận, đừng để bị thương. Đau quá. Hay, mà hôm nay chị đưa lại. Chị Tô Gia ơi, chị đưa lại cho em rồi chị có xài được không? Có chứ, chị vẫn có. Em cứ yên tâm mà xài dạ, đi. Dạ, thôi được rồi. Em sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt. Hay, được rồi. Thôi bây giờ em đi dạo vòng vòng, em đi mua cà phê về nghe chị. Thôi chị ở nhà cẩn thận nha. Ok. Thôi, được rồi. Tính ra mình làm lại quán cà phê này cũng ok rồi. Ngày mai mình chắc chắn phải gọi là... Mở... Ê, cái gì á? Mình mới thấy cái gì kìa. Tên nó nhìn cũng quen. Nhìn như là mấy cái tên mà... Ê, hình như mình nhìn tên này quen. Cái mấy tên mà cầm vũ khí thường là trong cái tổ chức CCG. Vậy là... À, hay là bọn chúng đang tấn công một con quỷ sao? Không được rồi. Mình phải bảo vệ là quỷ. Để không hồi những... Giác đây! Thằng đây! Mày chính là tên quỷ thôi. Được rồi. Chuyên ăn thật rồi á. Được rồi. Biến hình. Ngã quỷ. Bây giờ mẹ chết đi mà đưa vũ khí, đưa cái tá bạo người ta để ta làm vũ khí mới thôi. Bây giờ mình đã trở thành một con quỷ rồi. Được rồi, phải tính giúp hắn rồi. Tên kia tập chết hả vậy? Dạ. Ai? Tên nào đây? Tên kia. Lại tên một con ngã quỷ khác. Ồ, tá bạo người nhìn được đây. Xuống đây cho ta trước. Đưa tá bạo người cho ta nhanh. Người ai? Đến từ lũ quỷ bọn ngươi lại. Người đến lại từ bảo vệ lẫn nhau à? CCG sao? Đương nhiên rồi. Ta là Kaneki. Nhưng cái gì? Ta tên đã chết rồi. Nguyên. Ta là một trong những người có tế bào của Kaneki. Được rồi. Cũng chỉ là ta tiêu đuối thôi. Người chắc không? Chết đi. Người đang khinh thường ta đấy sao? Người nghĩ người cầm hai cái cây đó thì người có thể giết được ta hả? Tên khốn. Đương nhiên rồi. Mỗi làm gì ta hả? Mối thù mà tổ chức của người đã làm với anh Kaneki ta không bao giờ quên đâu. Chết đi. Mối thù. Mà quỷ cái người chuyên gia anh thịt người mà kêu ta kêu mà mối thù hả? Này. Chết đi. Ta tới đâu rồi? Người đi. Tao là yếu đuối. Cà. 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 Thì ra cũng là một tên tổ chức cùi bắp à. Thì ra ngươi cũng đã rớt ra những cái vũ khí của ngươi sao? À đây rồi, đây là những thứ mà ngươi rớt ra sao? À được lắm, ta xin giữ giùm ngươi. Thôi và được lắm. Thôi anh bạn đi cẩn thận, tôi đi về trước đây. Cảm ơn vì đã giữ chân hắn và tôi đã tiêu diệt một tên giúp cho anh rồi đó. Nhớ cảm ơn tôi đó nha. Thôi đi về thôi. Ôi thấy sớm mà vậy mà tiêu diệt được một tên khá là kiêu ngạo như thế này, thật là sảng khoái đó chứ. Ôi, chị ơi em về rồi nè. Ủa chị đâu ta? Hả? Chị Tô Gia. Chị ơi em có chuyện này báo cho chị nè. Nhờ sức mạnh của chị hồi nãy á, em đã tiêu diệt được một thằng bên tổ chức CCG nè. Đây vũ khí của hắn đây. Đây tất cả thứ mà hắn đã làm rơi kìa đó. Cái tình yếu đó chứ. Giỏi lắm. Đúng là sức mạnh. Ok, chị nghĩ sức là mạnh anh Kaneki khá là rất là tốt luôn á. Hả? Em không làm Kaneki thất vọng rồi nhóc ạ. Đúng rồi. Ôi, ơi, em cảm thấy sức mạnh của em tràn trề trong người. Từ cái ngày mà chỉ cấy cái tế bào của ảnh vô á thì em cảm thấy sức mạnh của em có thể gọi là có thể chùm cả thế giới luôn á. Rồi em giỡn á, nhưng mà thôi. Gì rồi? Nhưng mà trời. Sức mạnh của bạn trai chị và ủa, em. Nhưng mà chị định giữ mấy vũ khí đó định làm gì? Em nãy em đưa vũ khí cho chị á. Chị đây đó. Vũ khí này hay lắm nè. Hay là mình sử dụng cái gọi là cái gu của mình là mấy cái đuôi của mình á, rồi mình sử dụng thêm cái đó nữa, có thể là cộng tác lại có thêm sức mạnh mạnh lắm luôn á. Trời ơi, thiên tài ở đây. Có lẽ là chị
chị phải nghiên cứu lại một tí đó. Ồ, được là được thôi. Trời ơi, để em ra em nhìn mộ anh ấy xíu coi. Hả? Wow! Nhìn xịn dưới trời. Wow, chị đúng thật sự là một trong những gu đẹp gái nhất mà em từng thấy luôn á. Quá quen rồi. Ai? Thôi được rồi, ơi chị đi nghỉ ngơi đi. Em nãy em đánh nhau với hắn cũng khá là đuối rồi, em nghỉ ngơi xíu nha. Hai. Hai, anh Kaneki ơi, em đã không làm anh thất vọng. Từ từ em sẽ tiêu diệt hết tất cả những kẻ mà đã hãm hại anh. Anh cứ đợi đó. Hai, nghỉ ngơi thôi nào. Ơi. Trời ơi. Công nhận sảng khoái thật. Trời ơi, sáng giờ mình ngủ quên vậy sao? Thôi, bây giờ dậy rồi sửa sang lại cái nhà của anh Kaneki rồi. Trời ơi, mất tiêu cái nóc nhà luôn rồi. Ê, ủa? Tiếng gì vậy? Ủa? Cái tiếng đánh nhau gì vậy? Chết đi! Hả? Mày dám bất lệ chính tao à? Chị Tâu Gia! Chị Tâu Gia, cẩn thận! Chết đi ra! Chị Tâu Gia! Ngươi còn muốn cãi lại gì? À, muốn cãi ra! Cuối cùng đã giết được con nhỏ đó rồi. Rồi. Chị Tâu Gia! Chị Tâu Gia! Chị Tâu Gia! Chị Tâu Gia! À, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cái đuôi của nó đâu ta? Cái tên nó rất đầu đầy rồi. Cái tên đã giết anh Kaneki sao? Hắn cũng đã giết chị Tâu Gia. Bây giờ mình phải làm gì bây giờ? Không được, mình không được yếu hèn gì được. Rồi chị Tâu Gia, hắn đi rồi. Chị Tâu Gia ơi, chị đâu? Hả? Tế bào của chị Tâu Gia? Hả? Đây là tế bào của chị Tâu Gia sao? Hả? Ôi! Sức mạnh của mình! Sức mạnh của tôi! Mình đã có thêm cả sức mạnh của chị Tâu Gia! Trong cơ thể của tôi! Cơ thể của mình! Sao càng lúc càng cảm thấy nó nặng và cảm thấy nó mạnh hơn vậy? Có lẽ nào đây là sức mạnh của hai gu mà kết hợp lại hay không? Tên kia đâu rồi? Bây giờ người sẽ phải chết. Mình hả? Mình nghe tên à? Khác Kaneki, ta sẽ đem về làm những loại vũ khí mạnh nhất. Hắn dám đụng tới cả xác của anh Kaneki sao? Tên kia rồi. Người đang làm cái gì? Cái đó gì đây? Ta cái gì? Chính là Kaneki đây. Kaneki, ngươi đừng có xạo, ta nhìn ta biết ra rồi. Hai cái tế bào của thì ra là của Kaneki với kia. Con nhỏ kia là ngươi đang giữ à? Được thôi. Bây giờ ngươi có mau để xác anh Kaneki lại bình thường cho ta không? Ngươi mơ à? Loài quỷ các ngươi chuyên gia đi ăn thịt người mà giờ kêu ta để lại xác hả? Được lắm. Ngươi muốn vậy thì bây giờ kết thúc tại đây thôi nào. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Còn vô đây. Được lắm. Tại sao ngươi chết chung nè? Đánh đi. Đâu rồi? Tại đó rồi. Mày đánh được tao không? Mày lên đây đi. Ngươi chết đi nè. Ta sẽ trả thù cho chị Tâu Gia. Nhiều những chiều yếu đuối của ngươi có thể làm hoài vậy sao? Tâu. Vô đây. Dính đòn rồi chứ gì? Bà nhiêu đó có thể làm gì ta hả? Sức mạnh của tao bây giờ đã đáng kể hơn cái lúc lần tao mới làm. Ngươi vẫn còn yếu lắm. Yếu sao? Đâu rồi? Ta ở đây này. Ngươi làm được gì thôi. Ngươi không thể làm gì được ta đâu. Cầm cái cây thịt nướng đó có thể làm gì ta hả? Chỉ có thể làm cung lắc màn hình của ta thôi. Đâu có làm gì được. Đây là chiều cuối. Chị Tâu Gia. Chị đã tin em. Được rồi, chị Tâu Gia. Chiều cuối. Ngươi định làm gì đây? Hãy xem đây. Ê, vậy. Người sẽ bị tan biến bởi cái độc đó. Chết đi. Cuối cùng thì ngươi cũng đã chết rồi. Ủa tại sao mình lại trở thành lại bình thường như thế này rồi? Tên nó đã chết rồi. Ủa là sao? Mọi chuyện đã xong rồi sao? Vậy là mình đã tiêu diệt được tên đó và mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vậy là thế giới đã trở lại bình thường. Thế giới không còn quỷ,
không còn CCG, không còn bất kỳ kẻ xấu nào hết. Và mình cũng đã trở lại bình thường. Vậy là không còn gì nữa sao? Coi như mọi chuyện cũng đã xong rồi. Thầy, cảm ơn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Coi như mọi chuyện cũng đã kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Kaneki, cảm ơn chị Toya. Hai người đã giúp cho em có một bài học rất lớn. Cảm ơn những tên ác quỷ đã làm cho ta trưởng thành và giúp cuộc chiến này mau kết thúc nhanh hơn. Cảm ơn thành phố này đã cho tôi một cái cuộc đi chơi nhớ đời. Thôi, bây giờ tạm biệt Tokyo. Mình sẽ trở về thế giới bình thường thôi. Tạm biệt. Và mình cũng tạm biệt các bạn luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.